Sau hàng nhiệt độ điện chào các bác, hôm nay là ngày 15 tháng 5 năm 2020. Em lên sóng giới thiệu với các bác một cái chiếc máy massage. Con này là máy massage bắp chân các bác nhá, và bàn chân kết hợp. Đấy, kết hợp cả bàn chân này, kết hợp cả bắp chân này. Đấy. Một con máy massage của hãng đây, Chiver này. Rất là đẹp. Hàng rất là ít dùng. Đây, bông vải các thứ này. Con nào mà các bác để ý mua máy massage, con nào massage nhiều thì cái vải nó sẽ bị sờn. Đấy, nhưng mà riêng con này thì gần như là chưa sử dụng các bác ạ. Đây, một con máy massage rất là đẹp, gần như chưa sử dụng các bác nhé. Đấy, con này thì có tác dụng là massage cả bắp chân này, rất là dễ chịu đấy. Bàn chân này, đây bắp bàn chân này, khu vực bàn chân này, bóp đấy. Ở dưới này thì có bi này, dưới này có bi các bác nhé. Đây, một hàng bi này, ấy bi và gân này, vào mạch, vào huyệt này. Một con máy rất là đẹp, có nhiều chế độ massage bóp này, bóp mạnh nhanh, bóp chậm, bóp các chế độ, nói chung là nhiều chế độ. Đấy, rất là nhiều chế độ. Con này hàng VIP đấy, máy rất là đẹp luôn. Chất nhựa vẫn nguyên bản của con này, nhựa vẫn nguyên bản trắng tinh nhá. Nói chung là không có gì để chê con máy này luôn. Dây điện sáng quang, tem mát này. Một con máy rất là đẹp. Đấy, con này em bán là 2 triệu, 2 triệu các bác nhá. Cho chân này và các bác xem thử nhá. Chân thì nó hơi xấu nhưng mà thôi, đành phải để tạm vậy để thử cho các bác. Đấy, nha. Đấy, nó sẽ bóp mà các bác nhìn nó bóp. Đấy, bóp bắp này, bóp cả bàn này. Đây ạ. Đây, con máy rất là đẹp. Các bác làm việc một ngày xong mệt mỏi về nhà ngồi con này thư giãn rất là dễ chịu đấy. Ở nhà em cũng đang dùng một con như này. Đấy. Giá 2 triệu rất là hợp lý, cực rẻ luôn ạ. Bao cho các bác là rẻ nhất thị trường luôn. Máy lại đẹp. Bao nhiêu nhu cầu các bác chốt nhanh nhá. Cảm ơn các bác.